trong buổi chiều ngày hôm nay thì Diễm lại giới thiệu cho cả nhà một cái địa điểm ẩm thực mới, đó là bánh mì trứng muối, bánh mì xíu mại. Nói chung là thời gian vừa qua thì có một cái địa điểm ở Bình Thạnh rất là hot, nhưng mà hôm nay thì Diễm đang đi trên đường Phạm Văn Đồng thì Diễm thấy là nhìn rất là sạch sẽ và rất là ngon. Địa chỉ ở đây là 292A Phạm Văn Đồng nha cả nhà. Diễm quyết định là dừng chân ở đây để mà quay ăn cho buổi chiều này. Thì thực sự là Diễm cũng đang rất là đói bụng, và thứ hai nữa là sẽ quay và giới thiệu cho cả nhà xem. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi cùng vào trong thử xem là ở đây bánh mì có những loại như thế nào và nó có ngon hay không nha. Mình sẽ đi vào đây nha. Ở đây hình như có hai loại là thịt nướng với lại là xíu mại đúng không chị? Ta để cái khay đó cũng rất là đẹp. Nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà do là khi mình sử dụng cái thịt đó thì cái sạch cái nước mình nó không đẹp được chất lượng, là nó không có
ta sẽ cùng quay coi chị làm. Này mình làm bánh mì gì đây chị ha? Dạ xíu mại thịt nướng chị. À xíu mại thịt nướng. À, chắc là dì muốn sẽ kêu một cái ổ bánh mì này cả nhà. Sẽ hòa quyện lại với nhau. Cho vơi khách đi, Diễm sẽ kêu ổ bánh mì để mà ăn và review cho cả nhà xem nha. Cả nhà chờ mình một xíu nha. Đây. Đảo à. Đi ngang đây là mình bị thu hút bởi cái màu trứng này này gọi là trứng muối. Dạ đúng rồi. À. Thấy là cái viên thịt rất là to. Chị ơi, em nhờ chị làm cho em ổ bánh mì thịt nướng với lại xíu mại luôn ạ. Dạ. À, mình gọi là thập cẩm. Thập cẩm thì bao nhiêu tiền chị ha? Dạ cũng như vậy thôi. Cũng 22. Dạ. Đây là chị chủ nha cả nhà. Bé Mập. Tên Bé Mập ấy là do là chị đặt là chị chủ luôn đây cả nhà. Đây. Bây giờ Diễm sẽ kêu thập cẩm để mà ăn để cảm nhận hết cho cả nhà. Dạ đúng rồi. Đây. Diễm đang chờ vơi khách thì mình mới gọi để chưa có thời gian trò chuyện và xem chị làm luôn. Nhiều khi đông quá thì mình phải làm nhanh để cho khách. Có cái dao cứa cũng rất là độc đáo luôn. Dao này là cắt ổ bánh mì rất là đẹp. Ngon quá. Dạ rồi. Mình đang một thịt, một viên thịt, thịt. Một xíu mại chị ha. Một phần xíu mại vậy. À. Mình phải cắt ra để cho nó đều á. Là chắc chị tự làm hết hả chị? Dạ, cái này tự làm hết. À, như rau với lại xíu mại này kia này. Dạ đúng rồi, cái này là nhà làm toàn bộ. Tại mình nhà mình có đầu bếp mà chồng em là bếp. Chồng là đầu bếp hả chị? Dạ, đầu bếp của Đài Loan, ở Đài Loan cũng vài năm á, em ở Úc còn ảnh ở Đài Loan. Xong mình mới về. Dạ. Mình ăn ớt không chị? Cho em một miếng ớt mỏng mỏng thôi chị. Mỏng và ớt này rất là mỏng. Dạ ớt rồi. Đây là sợi mà cay không chị ha? Dạ cay lắm. Rồi, vậy ớt là sơ sơ là được. Dạ rồi. Rồi. Để có cái đó là cái gì chị dạ, ha? Mỡ hành. Mỡ hành. À. Tép mỡ này á là mình phi cho nó giòn rồi đó. À. Rồi mình sử dụng tới đâu mình đổ tới đó không thôi nó bị mềm. Dạ. Tương vậy hả? Dạ, tại vì mình làm thập cẩm á, thì cái ổ bên đây mình phải cho tương đen vào. À. Dạ, còn ổ bên đây thì mình không có tương đen thì mình không ăn với tương đen, tại sứ mại ăn với tương đen sẽ không ngon. Nước mắm thì cho phần này hả chị? Dạ, mình cho hết luôn. À. Dạ, mình cho hết luôn. Cũng kỳ công ha, mỗi bánh mì này cũng kỳ công 22k đấy mọi người ạ. Dạ. Dạ, rồi. Thành ra lúc đầu là mỡ là chỉ có 20 thôi. Dạ. Giá rất là rẻ. Hỏi mỡ bao cho em nha. Dạ rồi. Này là xong rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Để em đây cả nhà ơi. Wow. Ngồi nếu mà ăn tại chỗ đây, tại vì chị có bàn ghế ăn tại chỗ nữa nha cả nhà. Thì mình sẽ đây, mình sẽ để đây này cho cả nhà thấy rõ hết. À, nhìn ngon chưa? Siêu hấp dẫn luôn nha cả nhà.
để vậy cho cả nhà thấy rõ hơn này. Và bây giờ mình sẽ đi thử thưởng thức cái này cho cả nhà xem nha. Tự thắng luôn, chị bò cho vào.
nè cả nhà. Nếu như đã đi tới đây thì mọi người nên kêu mỗi mì thập cẩm đi, nửa bên sẽ là thịt nướng, nửa bên sẽ là xíu.